pháp cả. Những điều gì có phương hại cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân, cho Phật giáo không bao giờ tôi làm. Các vị biết là nghe cái tên tháp thôi chúng ta đã hiểu là tháp báo ân. Tức là dành cho gì? Cái thứ nhất, tôi thì gì? Muốn báo ân Phật. Cho nên đó, xây dựng lên cái tháp này để là cái phương tiện độ cho gì? Các Phật tử về với Phật. Đông các Phật tử về với Phật được, tức là gì? Tôi báo ân Phật được một phần. Cái thứ hai là gì? Muốn cho chúng ta gì? Báo ân Phật. Phật đã độ cho chúng ta rồi thì chúng ta gì? Đừng có trầm luân ở trong luân hồi lục đạo mãi nữa, khiến cho Bồ Tát Địa Tạng mãi mãi cứ gì? Cứ dắt chúng ta ra vài kiếp sau gì? Lại vào trong đấy lại thấy cái mặt mũi cháu, sao cái cậu này quen quen thế? Cái cô này quen quen thế? Bồ Tát bảo ngừng mặt lên xem nào. Bồ Tát bảo đúng rồi, mấy kiếp trước ta vừa cứu ngươi, sao bây giờ ngươi lại ở trong này rồi? Đó. Thì chúng ta lúc đó chỉ có biết khóc thôi, hu hu bảo thôi thì con đã chót gì nhầm chót dại, xin là Bồ Tát thương dắt con ra, lần sau con chừa còn không làm nữa. Nhưng vừa dắt nó ra kiếp sau được làm người, sinh ra lớn mấy chục năm sau nó lại sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng, không việc gì nó không làm. Cho nên á, vài chục năm sau nó lại vào đó, lần sau gặp Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát bảo ngẩng mặt lên xem, bảo mới thì mấy chục năm trước nhà ngươi hứa với ta là gì không vào đây nữa mà. Thế bảo thôi lại Bồ Tát, con đã chót lầm lỡ thôi, Bồ Tát thương con lần nữa. Kiếp sau cứ như thế làm cho Bồ Tát nhọc vì chúng ta quá đi thôi, khiến cho cái đại nguyện của Ngài không biết bao giờ Ngài thành Phật được. Cho nên nay chúng ta báo ân Phật là sao? Chúng ta tu đi. Sống chúng ta tu mà gì, chết chúng ta cũng tu. Nếu chết chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được luôn á, thì đó là gì? Một cái điều vinh hạnh lớn nhất. Còn chưa được về á, thì 47-49 ngày hoặc thậm chí lâu hơn nữa, thì đó là một cái gì? Đó là một cái bông sen thu nhỏ ở quái Sa Bà uế trược cho chúng ta tu đấy các quý vị. Tây Phương Cực Lạc, những người sinh về đó thì gì? Từ hoa sen mà sinh ra. Còn ở quái Sa Bà này, bình thường các quý vị chết trong đem ra chôn ra ngoài nghĩa địa thì ở với ai? Ở ngoài đó thì có rất nhiều đàn anh đàn chị, đầu bò đầu biếu, mình gọi là gì ạ? Các loài yêu tinh quỷ mị rất nhiều ở trong đó. Nhưng ở trong chùa thì có thiền thần, có hộ pháp, có gì? Có Thiên Long Bát Bộ và có chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên trong cửa chùa nó là một cái nơi thanh tịnh tu tập. Nếu chúng ta chưa được giải thoát thì cái nguyện của tôi ở đó, mỗi một cái tháp để hài cốt của chúng ta, một cái tầng đó là một cái bông sen để cho chúng ta ở trong đó để tu. Tu cho đến ngày gì? Ngày được giải thoát, ngày được vãng sinh thì mới thôi. Nó khác ở nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ đấy đấy. Cho nên á, đấy là một cái lợi ích cho chúng ta báo ân Phật là gì? Cũng còn nhiều đời nhiều kiếp cứ làm khổ Phật khổ Bồ Tát, cứ vào lại ra vào lại ra. Bây giờ thôi con nguyện là gì? Kiếp này nó còn không vào nữa, con đi ra thẳng đấy, con về Tây Phương thẳng đấy, vì chùa của chúng ta là chùa tu về tịnh độ mà. Tụng kinh Địa Tạng cũng là gì? Là cái gieo duyên để tu về tịnh độ. Tụng kinh Phổ Môn cũng vậy. Tất cả các kinh điển của Phật, chúng ta tu kinh gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất chúng ta gì? Chốt lại chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái điều then chốt của đạo tràng của chúng ta. Chúng ta đừng có chấp là phải tu tịnh độ là phải tụng kinh A Di Đà, phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, không có đâu. Tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa mà. Mà tại sao Ngài làm tổ thứ 6? Chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà Ngài là gì? Ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà đâu. Mà Ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Đó, cho nên chúng ta thấy không quan trọng, kinh nó là phương tiện, còn một câu niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương mới là quan trọng nhất. Vì vậy á, mà ở đây thì thầy cũng nói sơ sơ thôi, cái thời gian nó không có nhiều. Phật tử muốn hiểu biết thêm thì về cái nhập tháp này, đi lên xuống phòng khách để hỏi các sư phụ trách cái đó, các vị sẽ tư vấn thêm cho. À, nhưng mà lợi ích có không? Chắc chắn là có rất nhiều. Khác nhau một trời một vực giữa gì? Phật tử chúng ta sau khi mất mà đem cái thân thể của chúng ta ra ngoài nghĩa địa, nếu chúng ta được giải thoát vãng sinh rồi thì đấy chỉ là nắm cho thôi. Nhưng ai dám chắc chắn với tôi là gì? Sau khi con mất con vãng sinh ngay. Ai chắc chắn giơ tay tôi xem. Chả ai dám chắc chắn cả.
Đến tôi đây còn chưa chắc chắn các quý vị. Tôi là người xuất gia, đã tu với thì có duyên tu với Phật hằng hà sa số kiếp rồi, mà còn tôi còn chưa dám khẳng định là tôi sau khi mất tôi vãng sinh luôn. Vì sao? Vì A Di Đà Phật chưa báo với tôi rằng ngày này ngày nọ đến đoán tôi, cho nên tôi chưa chắc chắn. Mà tôi thì vẫn cứ nói là gì? Sau khi tôi mất, các vị tăng ni Phật tử đừng có khóc, đừng vội chống kèn, đừng vội bàn nhau về thừa kế ngôi chùa, mà hãy gì, hãy bàn nhau cái đầu tiên là cùng nhau về trợ niệm để cho thầy. Tôi thì chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đi thôi, không nhiều đâu. Các quý vị, tôi trợ niệm thì chắc nhanh hơn, nhanh thôi. Vì không còn gì là vướng mắc nhiều, cho nên chỉ 3 tiếng, nhiều nhất là 3 tiếng thì đi thôi. Thân thể chưa kịp lạnh thì đã đi rồi, cho nên các vị không phải nhọc cho các vị lắm. Bao giờ mà nếu mà tôi mất mà niệm khoảng 3 tiếng đồng hồ thấy tôi mỉm cười á, thì lúc đó thì thôi chả cần phải trợ niệm nữa, dừng lại mà lo hậu sự thôi. Chôn cũng được, thiêu cũng được, muốn làm gì thì làm, chả quan trọng cái chuyện đó. Mà sau này mất thì nếu có chôn có thiêu thì dành cho tôi một suất ở trên đó, tôi cùng ở với các Phật tử để cùng tu. Hoặc nếu vãng sinh rồi thì quay sang để dẫn dắt cho các Phật tử tu. Cái này không phải là làm để cho mình các Phật tử đâu, mà các sư sau này có ở trên đó, tầng 9 là dành cho tất cả các sư. Mà thôi sau này tôi mất lúc nào các sư trong chùa cho tôi một suất ở trên đó với, thương tôi cho tôi một suất để cùng tu với mọi người cho nó vui. Chưa vãng sinh thì tu cho được vãng sinh, và vãng sinh rồi thì dùng một phân thân quay lại để hướng dẫn cho các Phật tử cùng tu để vãng sinh. Các Phật tử thấy có bao giờ có pháp hội nào tôi quên những người đã mất? Các Phật tử chúng ta đã mất rồi mà ở ngoài tháp không có quên không? Không. Thậm chí các khóa tu tôi lên khóa lễ ngày nào tôi không quên. Ngày nào tôi cũng nhắc các vị là phải tu. Tôi hồi hướng cho các vị, tức là gì? Tôi nhắc các vị tu đấy. Cái lợi ích ấy, thì đấy là một phần nữa là sao? Chúng ta chết rồi mà vẫn gieo duyên được con cháu chúng ta theo đạo, theo Phật. Đấy, còn sống qua bảo nó đi Phật, đi chùa, nó chả tin, có khi nó chả đi đâu. Nhưng chúng ta chết rồi. Đấy, bình thường chúng ta còn sống không độ được nó, thì chết chúng ta độ được nó đấy các vị ạ. Làm sao? Đó là khi mà nó gì, nó nghe theo lời chúng ta, nó ký vào cái giấy cho bố mẹ hay là ông bà lên nhập tháp ở trên chùa. Thế thì khi mà chúng ta mất, hỏa thiêu xong thì đương nhiên nó phải lên đem cái nắm cho nắm cốt của chúng ta lên để làm lễ chứ, đúng không? Nó có bỏ chúng ta ở dọc ngoài đường hay là ngoài nhà hỏa táng không các quý vị? Có không? Có. Nó đi vào lúc bố mẹ nó mất hoặc ông bà nó mất, nó đang sợ là gì? Đang sợ nó có thể gì cũng bị mất theo, cho nên nó cũng sợ. Nó vào nó chùa, nó lễ, lúc đấy nó đi lễ thì thành tâm lắm, lên các sư làm lễ tụng kinh cho nó thấy cũng hay đấy chứ. Chả trách mà trước đây ông bà nhà mình cứ tin theo, trước đây mình mãi bận công ăn việc làm không tin, bây giờ thấy là cũng hay, thế tin. Đấy là gì? Ngày đầu tiên đem hài cốt của ông bà bố mẹ đến, nó đã đến nó lễ Phật, nó ngồi từ đầu đến cuối rồi, gieo duyên cho nó ngồi lễ Phật xì sụp ra rồi. Hết chưa? Chưa hết. Ngày giỗ, ngày Tết, bình thường ra thì theo đạo hiếu ở thế gian, kể cả chôn ngoài nghĩa địa thì ngày giỗ ngày Tết nó cũng phải ra ngoài nghĩa địa để thắp hương, đúng không? Ngày giỗ thì tha thắp hương để mời gì? Mời các cụ về để chứng giỗ cho. Ngày Tết thì mời các cụ về để ăn Tết với con với cháu. Nhưng đằng này thì nó khác. Ở trong chùa thì nó không phải ra nghĩa địa mà nó đến chùa. Đầu tiên nó vào nó gì? Nó lễ Phật hoặc gì nó lễ ông bà nó trước cũng chả quan trọng, Phật không chấp cái chuyện đó. Nó lễ trước thì nó gì? Ở cái chùa này càng ngày càng thấy gì? Trang nghiêm. Tôi thì muốn xây dựng cái chùa này thành một cái cảnh gì? Cực lạc nhân gian thu nhỏ. Thờ Phật thì phải trang nghiêm để cho mọi người phát tâm. Còn nơi ở của mình thì đơn giản thôi. Nơi ở của tăng ni và nơi ở của... Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.